rồi, em thích cây trà thoát thân thì để chị chọn cho em hai cây thoát thân. Cái cây đầu tiên thì gốc to hơn nhưng mà sẽ không thoát dài bằng cái cây thứ hai. Cái cây này thoát cái vanh của nó là 22 em nhá. Cái cây thứ hai thoát dài hơn, thoát khoảng tầm 13-14cm mà vanh của nó là 15 em nhá. Hai cái cây này chị chọn cho em bởi vì em nhìn cái lá nó rất là khỏe. Em nhìn cái lá cây cực kỳ khỏe. Hai nữa là cái bầu rất là to. Mặc dù cái bầu to thì chị sẽ phải vận chuyển tốn nhiều khớp hơn, nhưng mà như vậy nó sẽ đảm bảo hơn cho cây. Còn cái cây này thì chị rất thích bởi vì sao? Vừa mới đánh lên như này mà em thấy để như này không, lộc nó đã bật lên như này, chứng tỏ cái cây này sức sống của nó rất là khỏe. Đấy thì tùy em cân nhắc thôi. Nếu mà muốn gốc to thì thân cũng thoát nhưng không đẹp bằng thân kia, nhưng cái cây này thì cực kỳ khỏe. Cây này khỏe lắm ạ. Và nó thấp ngắn hơn nhé. Cây này nó cao chắc khoảng tầm được 6-70 phân. Còn cái cây này nó cao khoảng được tầm 80, hơn 80. Gốc thoát dài hơn nhưng mà lại vanh lại bé hơn. Còn đâu hai cây chị chọn cho em là hai cây rất khỏe luôn. Em xem em cân nhắc lấy cây nào thì em báo chị nhá.